Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu được thành lập với mục tiêu kết nối những tấm lòng, những trái tim hướng về biển đảo quê hương, hướng về nơi đầu sóng ngọn gió, nơi có những chiến sĩ đang ngày đêm cầm chắc tay súng cùng với ngư dân bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam trên Biển Đông. Sau 5 năm thành lập và hoạt động, Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu đã không ngừng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt. Đến nay, câu lạc bộ đã có 1.448 hội viên cá nhân, 93 hội viên tập thể trên khắp cả nước và ở cả ngoài nước, hơn 2.300 hội viên kết nối trên Facebook. 5 năm qua, câu lạc bộ đã thực hiện được nhiều hoạt động ý nghĩa, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được nguồn lực xã hội lớn với hơn 90 tỷ đồng, thăm và tặng quà tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các gia đình cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma, nhà giàn DK1, tặng 35 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các chiến sĩ hải quân, trao hơn 9.000 suất học bổng cho các em học sinh, đưa 92 em học sinh là con chiến sĩ hải quân và gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vào thành phố Hồ Chí Minh học tập. Dịp này, câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu phát động cuộc thi viết vẽ về biển đảo Tổ quốc em dành cho các em học sinh và các nhà trường trên cả nước.